Hello Lợi Minh, xin chào anh chị em các bạn cũng như các đồng chí thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh muốn live stream về vấn đề học sinh ở Mỹ, về vấn đề mà tụ trường và học hành ở Mỹ như thế nào. Thì gần đây có một số video clip mà những thành phần mà ở bên Mỹ họ ca ngợi là con cái của họ đi học ở Mỹ là không tốn tiền, không có phải trả tiền trường. Cái điều này nó không phải như vậy đâu anh chị các bạn. Người ta lót ổ sẵn cho mình đẻ thôi. Các bạn biết nước Mỹ mà, ngay cả người Mỹ họ cũng hiểu được điều đó. Không có cái gì mà nó cho mình phi hết á. Nó không có cho mình cái gì mà tự nhiên trên trời nó rớt xuống hết trơn á. Nước Mỹ cái gì nó cũng rất là rõ ràng. Nhiều khi mình sang nước người ta rồi mình được hưởng, tại vì cái quyền lợi của đất nước người ta mà những người khác họ đóng vào trong đó. Chứ không phải tôi thấy có người quay video lên rồi khang ở bên Mỹ con tôi được đi học thế này, học ở trung cấp, học phổ thông cơ sở, không tốn tiền, không phải trả tiền trường, vân 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 thế này thế nọ. Không phải đóng lệ phí học bỏ học chứ sách vở này. Nó không phải là tự nhiên mà nó cho không vậy. Mà mỗi khi tôi nói về vấn đề chuyện ở bên Mỹ đó, gần đây rất nhiều người, ngay cả một số người trong nước và ngoài nước, lại không biết lấy cái quyền gì mà đòi đuổi tôi đi về Việt Nam. Không có ai có cái quyền gì mà bảo đuổi tôi phải là đi về Việt Nam ở đi, hay là thế này thế nọ. Không ai có quyền gì cả. Mỹ nó là cái hiệp chủng quốc, nó là một cái đất nước, nó đã có ngày xưa, nó của người da đỏ rồi, và người da trắng nó đến đây nó lấy của người ta và nó hợp thức quá. Anh chị các bạn nên nhớ. Và bây giờ nó xây dựng lên một nước Mỹ 50 tiểu bang, thì nó kêu gọi cả thế giới, người nào có cái khả năng, kiến thức, trình độ, hay là có những cái mà nó cần, nó cảm thấy được thì nó cho vô để đặng mà xây dựng cái nước Mỹ của nó. Các bạn biết di dân của Mỹ không vậy? Cái di dân của Mỹ mục đích của nó là để giải quyết vấn đề lao động phổ thông, chứ không phải là sang lên đó để được thế này nè. Mà đâu phải người nào qua Mỹ cũng lên được thiên đàng đâu. Đâu phải con mình đi học đến trường mình được như vậy rồi ra trường rồi con mình là thành ông này bà nọ đâu. Các bạn biết cái trên thống kê đó là số lượng mà học sinh ở bên Mỹ, tôi coi như bên đúng rồi, mỗi năm có 1.2 triệu học sinh drop out high school, là các bạn biết nó bị rớt ở trung học đó, cuối cấp trung học là lớp 12, nó bị rớt, nó bị giống như là nó bỏ học. 1.2 triệu học sinh. Và bên cạnh đó, ở những cái bắt đầu lên lớp 9 là nó gọi là fail rồi. Ở lớp 9 là nó đã học, nó có nhiều đứa nó học không nổi rồi. Cái số phần trăm đó cũng không phải là nhỏ. Cho nên vấn đề mà học hành ở bên Mỹ nó có gọi là trường công và trường tư. Đấy, nếu các bạn học trường tư đó thì đóng mỗi một năm đó, theo thống kê của Mỹ đó, là từ hơn 7.700 đô la, là ở học ở phổ thông cơ sở, nó gọi là elementary school, phổ thông cơ sở từ lớp 9 trở xuống, từ lớp 8 trở xuống. Mà khi lên trung học đó là đóng lệ phí học, nếu mà học trường tư đó thì đóng lệ phí hơn 13.000 đô một năm. Thì anh chị các bạn đi, cho nên học trường tư đó thì nó được những cái giáo dục nói chung là giáo dục nó cao hơn cái giáo dục của tụi nó. Tại vì nó cạnh tranh mà. Đấy. Và nó không có bị ràng buộc vào trong những cái luật của chính phủ. Trường tư đó, thì trường tư cái lớp học của nó cũng vậy, từng khoảng 20-25 học sinh một lớp. Mà ở trường công đó, từ 3
chục cho tới 45 học sinh một lớp. Nhiều khi những cái vùng địa phương nó đông người, đông dân quá đó, nó phải lùa về đó. Nó đợi khi nào mà dân cư ở đó sống đông đúc lên và người ta đóng cái tiền thuế nhà đó, anh chị các bạn biết tiền thuế bất động sản của Mỹ đó là, và theo tôi nhớ là khoảng hơn phân nửa, nó gọi là hơn 50% là đóng vào trong những cái phí học đường, trường học thế này nọ. Cho nên các bạn thấy ở những vùng sâu vùng xa bên Mỹ đó, khi mà người ta những cái nơi mà những đứa trẻ mà nó đi học á, trường học ở đó không có, cha mẹ phải đưa con đi tới những cái vùng mà có trường học, chứ không phải chính phủ ra đó anh cất 100 cái nhà đi thì chính phủ ra đó cất cho anh cái trường, không có chuyện đó, không có. Thường thường nó có cả, phải nói là trên, tôi không biết, tôi không, cái này phải tìm coi là cái thống kê, thì cái thống kê thường thường ít nhất cũng vài chục ngàn hộ dân á, nó mới chi phí đủ cho cái trường học và nó thu về cái lợi nhuận thuế mà bất động sản đó anh chị em các bạn. Thì chính phủ tiểu bang đó, nó thu về cái lợi nhuận đó và nó chi phí vào trong trường học, và nó thiếu phần nào đó thì nó xin viện trợ của chính phủ liên bang. Tiền học ở bên Mỹ là như vậy. Thì nếu mà nói về chính phủ liên bang á, thì nó phải đánh vào cái lợi tức, cái gọi là income tax. Tại chính phủ liên bang là nó lấy tiền thuế mạnh nhất là ở tiền lợi tức, income tax. Còn chính phủ liên bang thì nó thu đó. Thường thì chính phủ liên bang nó cũng bị thiếu, nhiều khi nó cũng phải tăng những cái gọi là sales tax, có nghĩa là tiền mà thế mà mua bán, những cái tiền thuế mà người dân đi ra chợ mua con cá hay là cái bánh cũng phải trả tiền, đó là những cái tiền thuế đó, là nó cũng chi phí vào trong những cái học đường, mà đa hơn 50% là tiền chi phí vào trong học đường, đó là tiền bất động sản như tiền nhà cửa. Bởi vì các bạn thấy những cái khu mà đô thị mà nó phát triển lên đó, nó phát triển lên vài chục ngàn hộ dân, theo tôi cái này tôi phải coi thống kê là bao nhiêu cái số hộ dân thì chính phủ nó mới cất cái trường lên. Thì để tôi coi lại cái thống kê này, tất cả những gì tôi nói nó đều dựa trên cái thống kê, chứ không phải là tôi bịa đặt giống như một số những người mà ở bên nước Mỹ. Mới khi mà tôi chia sẻ về cái mặt trái của xã hội Mỹ thì họ đuổi tôi khỏi, bây giờ đi khỏi nước Mỹ đi, về Việt Nam ở đi đó. Cái đó là rất là ấu chỉ. Tại vì tất cả những cái chuyện mà tôi nói nó dựa trên thông tin truyền thông của Mỹ, tôi không thể nào tự bịa đặt ra được. Tôi xem tin tức Mỹ và truyền thông của Mỹ và thống kê của Mỹ, và tôi chia sẻ lại cho anh chị em các bạn để chúng ta thấy về một cái mô hình xã hội Mỹ như thế nào, cái mặt trái của xã hội Mỹ như thế nào. Không phải là mình chê cái xã hội Mỹ để mình thấy được, bất cứ xã hội nào nó cũng có mặt trái của nó, không riêng gì ở Việt Nam. Mà chính những thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, những thành phần mà Powell ô hợp đó, tụi nó sử dụng những cái mặt trái của xã hội Việt Nam để nó đánh vào những cái thị yếu, những cái tâm lý của những người mà họ bất mãn về một vấn đề gì đó trong xã hội Việt Nam. Giống như thằng Benny Trương và thằng Tân Thái, các bạn thấy hai thằng này nó rào thét lên, nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xuyên tạc đất nước của mình, mà nó xúi những cái người nhẹ dạ cả tin. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ cho anh chị các bạn thấy sự thật của nước Mỹ như thế nào. Nó không phải như thằng Benny Trương và thằng Tân Thái hay Rosa Đào, mấy cái tụi mà chống phá trên tất cả những diễn đàn mạng, mà tụi nó ngày đêm đang tuyên truyền và tìm đủ mọi cách để đặng mà làm xáo trộn đời sống và cuộc sống ở Việt Nam. Cái điều này không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người đang sống ở Mỹ, chúng ta cần phải lên tiếng để thức tỉnh những người dân. Chúng ta là những người sống ở một cái xứ sở văn minh, nhân bản và nhân văn. Chúng ta cần phải chia sẻ những cái nhân văn và nhân bản đó cho những người khác, họ hiểu rằng về cái lối sống xã hội hành xử văn minh như thế nào, chứ không phải lên trên mạng này sử dụng những cái mạng xã hội sử dụng những cái đồng tiền đô la để thao túng những người nhẹ dạ cả tin. Đó là rất là sai trái. Người Mỹ họ không chấp nhận những điều đó.
các bạn xem những cái tin tức của Mỹ mà nó trung thực đó, người Mỹ họ họ bài trừ những cái điều đó. Cho nên có nhiều người tôi không hiểu tại sao mà họ lại cuồng Mỹ đến độ một cách rất là mê muội như vậy. Nếu mà bây giờ tôi mở tin tức lên mà các bạn mà nghe thì hiểu được, các bạn thì thấy rất là hay. Hàng ngày và hàng giờ, có thể nói là hàng phút và hàng giây, truyền thông Mỹ nó nói liên tục và cập nhật liên tục về những cái mô hình xã hội của Mỹ, về học đường, về những chính sách của chính phủ Mỹ, của chính quyền địa phương, của mỗi từng tiểu bang. Nó nói hàng ngày và hàng giờ, chứ không phải tôi bịa đặt. Và chứ đừng có lấy cái chuyện mà khi tôi chia sẻ về những cái nan đề của xã hội Mỹ thì cái lại là lên án tôi và chờ bảo rằng là tôi phản bội nước Mỹ. Người Mỹ họ không có dạy tôi như vậy. Tôi không chẳng làm điều gì mà gọi là tổn hại đến an ninh quyền lợi của nước Mỹ cả. Tôi đang chia sẻ về một cái mô hình xã hội Mỹ cho những người dân Việt Nam trong nước hiểu rằng sự thật, nó mặt trái của nó còn rất là nhiều sự bất cập, mà người Mỹ họ đang tìm đủ mọi cách để đặng mà khắc phục những cái hậu quả, chứ không riêng gì chỉ ở Việt Nam mà những thành phần mà chống cộng cực đoan, những tên mà như Benny Trương, Tân Thái đều lên đó kêu rào hô hào sử dụng mạng Facebook truyền thông để đặng mà mị dân. Cho nên gần đây các bạn thấy tụi nó tìm đủ mọi cách để đặng mà làm sao để đánh sập cái Facebook của tôi. Cái nó đánh rất là mạnh trong những ngày vừa qua. Rất là phải nói rất là vui. Tôi thấy rất là buồn cười. Cái lũ mà chống cộng cực đoan bên Mỹ rất là ô hợp. Tụi nó không bao giờ dám chấp nhận những sự thật. Khi mà bị những người mà yêu nước ở hải ngoại người ta vạch mặt thì tụi nó rất là cay cú. Rất là cay cú. Nó inbox, nó hăm dọa mày ở đâu vậy? Tôi thấy rất là buồn cười. Mỗi khi mà nó hăm dọa tôi thấy nó cười. Nó làm như nước Mỹ này có ông nội cha nó để lại vậy. Nó làm như nước Mỹ là không có pháp luật vậy. Mà trong khi đó nó quay về Việt Nam thì nó đổ thừa cộng sản Việt Nam ác với dân, hèn giặt đủ mọi thứ đó. Trong khi cái xã hội Mỹ tụi nó bị cái gì á, tôi thấy tụi nó càng lúc tôi thấy tụi nó bị cái gì đó, rất là tức cười lắm. Nếu lâu chờ anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em có về các bạn về vấn đề mà mô hình trường học đồ học sinh ở Mỹ như vậy. Mùa này là mùa tự trường bên Mỹ. Tại tôi có xem một cái video clip của có một anh bạn inbox cho tôi gửi hỏi tôi về vấn đề mà học hành bên Mỹ như thế nào, mà thấy cái cô này cổ like mà cổ ca ngợi, tôi cũng vào đi xem, tôi thấy cổ ca ngợi nó rất là quan tưởng. Trong khi đó cổ đang cho con cổ học ở phổ thông cơ sở, gọi là tôi cổ không có nó học lớp mấy, mà tôi thấy lớp chắc lớp 1, lớp 2 gì vậy, thằng bé còn nhỏ lắm. Đấy, mà cổ phe là con cổ mới học ở phổ thông cơ sở mà cổ lại chia sẻ nói về vấn đề mà đại học ở bên Mỹ. Tôi thấy nó không có thực tế và nó không có chính xác. Một cái ở bên Mỹ á, nếu mà nói về cổ chia sẻ cô này, cô nói là lên tới đại học bên Mỹ là không có thi vào, muốn học là học, mà cái đó là hoàn toàn sai. Nếu mà nói về đại học Mỹ thì các bạn nên nhớ là university nó gọi là đại học, còn nói về mà học mà không có thi á, thì phải vào trong college, là cao đẳng sư phạm, là nó dành cho những đứa mà gọi là học yếu kém. Vào đó cứ là nó thi một cái, nó vô đó nó cũng thi để đặng người ta biết ta sắp lớp cho nó. Và nó học, nó chỉ đào tạo 2 năm là BSAA degree thôi, baccalaureate degree, những cái ngành mà nó chỉ ở 2 năm thôi. Còn vào trong university á, anh phải thi đủ điểm anh mới vào được. Chứ không, anh không có nói là anh nói ở Mỹ là không có thi, vào đại học không có thi. Anh mà thi mà không đủ điểm, trường đại học nó không có nhận anh.
mặc rồi, còn không đó thì anh phải đi học mấy cái trường gọi là trường tư. Mấy cái trường tư này đó, nó người hàng nào có tiền mượn tiền được là nó nhận à. Đó cũng là trường đại học. Nhưng mà không phải trường nào nó cũng nhận, tại vì mấy thằng này mục đích của nó là nó kinh doanh mà. Đây à, nó có nó kinh doanh mà, nó vô đó nó đào tạo ngành nghề gì nó cũng đào tạo chứ, nó cũng gọi là đại học tư, nhưng mà à biết sao có tiền là vô học à. À bởi vì các bạn nhiều khi nghe nói là con tôi qua Mỹ học bác sĩ, học dược sĩ. Hay nhưng mà hồi đó tôi học, anh học, con của anh học qua trường nào? Trường nào ở Mỹ đó, khi mà cái đứa mà học sinh mà ra trường vậy, cái nó viết cái resume, nó phải biết, nó viết cái resume thì nó phải cho biết là nó học trường nào. Các bạn biết cái trường mà nổi tiếng học ra, cái tiền lương nó vẫn khác. À đi kiếm việc nó vẫn khác với cái người học cái trường mà không có tên tuổi mà học cái trường như tôi nói là cái trường mà hỗn hợp như vậy đó. Tại vì mấy cái này nó chỉ biết lấy tiền làm sao mà nó mày mượn được nợ vô mày học, mày học rớt cũng kệ mày. Ra mày có cái bằng thì bằng bằng rớt, như bằng F, bằng Y, bằng bằng C, bằng D, mấy bằng nó coi như là dục rồi. Học nhiều khi ra không có được là làm trong cái lĩnh vực đó, nhưng mình làm ở cái công việc nó chỉ gọi là ghi lấy, có nghĩa là ví dụ như tôi nói cái người đi học bác sĩ mà không có ra làm được bác sĩ, họ chỉ làm phụ tá về vấn đề mà giống như là nurse, y tá thôi, hay là một cái công việc gì đó, tại vì cái chuyên môn và cái ngành nghề của họ nó không có chuẩn, nó không có professional, nó không có chuyên môn hơn. À, còn cái trường mà về đào tạo về bác sĩ hay là dược sĩ hay là kỹ sư mà ngành nghề mà người ta có chuyên môn đó, người ta học bài bản, người ta ra người ta đạt được những cái điểm cao. Các bạn biết những đứa mà học giỏi như vậy đó, mà nó học năm gọi là năm thứ ba là những cái công ty, những cái xí nghiệp, những cái nơi mà văn phòng đó là nó đã để ý rồi. Nó đã hồi nói chung là hồi ở trung học là nó đã để ý mấy đứa đó rồi, là nó đã cho học bổng rồi, nó cấp học bổng rồi, nó cấp học bổng là lên đại học, là nó đi học là nó được nuôi rồi. Còn những đứa mà học mà dở phải mượn vay nợ. Nói như vậy thì nó có nhiều cái khía cạnh giống như bác sĩ, tại vì nó học nó chỉ cho nó cho học bổng trong vòng bao nhiêu năm thôi. Nếu mà mình học hơn nữa thì mình phải tự vay nợ về mình học. Nhưng mà có nhiều đứa nó khôn, nó giỏi á, khi nó học ra cái bằng cấp rồi á, nó giỏi đó, nó đi làm. Nó làm cho hãng xưởng công ty đó, thì khi nó vào hãng xưởng công ty đó thì nó được công ty đài thọ. Ví dụ như nó muốn học lên nữa, nó vừa học mà nó vừa làm. Đấy, công ty bao giờ nó cũng khuyến khích. Có thể nó lấy lên bằng hạc sĩ, tiến sĩ, doctorate hay là master degree hay là doctorate. Hạc sĩ, tiến sĩ. Các bạn thấy vấn đề học hành bên Mỹ nó rất là đa dạng. Còn những người như Việt Nam, tôi thấy những cái clip một cái người phụ nữ này quay đó, nó không có thực tế, nó hoàn toàn ảo tưởng. Con mình mới đưa vô chung ở cái lớp mà gọi là phổ thông cơ sở thôi, chứ trường học bắt đầu quay vòng khoe ở trường bên Mỹ được như thế này thế này. Vấn đề bên Mỹ, vấn đề trường, vấn đề học hành nó luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Mà con cái mà mình sanh đẻ ra mà mình không cho nó đến trường học đó, hay là mình không có cho nó học hành bằng trường công hay trường tư đó, mình sẽ, cha mẹ sẽ bị cảnh sát chính phủ nó xuống nó làm việc, chính phủ quyền địa phương nó xuống làm việc. Chứ không phải là giỡn đâu. Mình sanh ra con, nhưng mà con của mình đó, là nó thuộc về chính phủ quản lý. Anh mà đụng cho con anh chửi nó hay anh đánh bập tay nó, chỉ cần mà có một cái dấu thôi, nó đi học là tiêu mạng anh, là anh tiêu mạng, là coi như là anh hơi bị mệt á. Chào anh Danny, chào anh Tư, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Hành ra tôi muốn chia sẻ để anh chị em các bạn thấy về vấn đề mô hình Mỹ. Mỹ nó là một cái quốc gia nó không có giống ai hết, tại vì nó là một quốc gia hiệp chủng quốc, nó là một hiệp chủng quốc, nó kết hợp hơn 180 quốc gia, mọi nền văn hóa vào trong đó. Cho nên các bạn biết nó cũng phải điên đầu, nó cũng phải suy nghĩ đủ mọi cách để làm sao cho nó phù hợp với mọi sắc dân. Chứ không phải giống như những người mà qua được Mỹ là giống như cái là nổ banh chành. Quay những cái khước phim về bắt đầu chê bai Việt Nam. Học hành ở Việt Nam nó khác, đào tạo ở Việt Nam nó khác,
ở Việt Nam người ta đào tạo, người ta học hành, cũng có những đứa trẻ nó bây giờ nó cũng rất là giỏi chứ không phải là không. Còn ở Mỹ đào tạo nó hiện đang, nói chung ở Mỹ nó cũng vậy, nó cũng có những cái khác của nó, học hành lên đại học rồi cũng vậy, chứ không phải giống như cái những người mà qua Mỹ thì lúc nào nói con tôi đi học ở bên Mỹ thì được phi rồi không tốn gì hết. Mà trong khi đó cái clip cái người phụ nữ này nói là phải trả tiền ăn cái tiền này tiền nọ rồi sách vở là phi, không có mấy cái đó là không có cho không được, không mà phải có những người khác đóng vào cho anh đi học những cái trường mà gọi là trường công cộng. Chính phủ nó lấy thế của dân bạc mạng, nghĩ đi, chính phủ liên bang nó lấy thế lợi tức của người dân từ 19% cho tới 39%. Đấy. Thì các bạn nghĩ đi, hơn 300 triệu dân Mỹ, những người mà đi làm lao động bên Mỹ, họ cung vào trong cái thị trường cái quốc gia Mỹ một số tiền, một cái tài khoản rất là lớn. Bởi vì tại sao chính quyền Mỹ người ta có đủ cái ngân sách để đặng mà họ tài trợ về phúc lợi xã hội? Cũng chính vì những cái lẽ đó, nhiều người di dân họ tới Mỹ đó, họ lạm dụng, các bạn biết họ sống, họ lạm dụng về những cái phúc lợi xã hội Mỹ, khiến cho nước Mỹ điêu đứng, khiến cho ngay cả ông Trump ông nhìn thấy được điều này. Ông này ông rất là hay, ông là dân làm business, ông là dân một thương gia, cho nên ông phản đối vấn đề mà phúc lợi xã hội bị lạm dụng, ông tìm cách để đặng ông sửa lại. Nó đã rất là messy trong những cái đời ông tổng thống trước, những đời ông tổng thống trước, nhất là đời ông Obama, thao túng quá nhiều cho những cái giới mà trung lưu, những cái giới mà dân mà low income, nó lợi dụng để đặng mà nó trục lợi trong cái phúc lợi xã hội của Mỹ, làm cho nước Mỹ trở thành những gánh nặng. Cho nên các bạn thấy gần đây ông Trump ông đánh vào những cái gọi là di dân lậu, và những người mà di dân, mà những người ngay cả những nhóm di dân mà lợi dụng cái phúc lợi xã hội Mỹ, những thành phần mà gọi là ăn bám xã hội Mỹ đó, ông tìm cách ông sửa lại cho nó đúng hơn. Cho nên ông kêu gọi người dân Mỹ hiện nay hãy cố gắng mà kiên nhẫn những cái chính sách ông đang sửa sai. Cho nên cái nhóm mà hiện nay nó gọi là liberal, cái nhóm mà gọi là bên mà nó chống ổng đó, cái tụi này nó không thích ổng bài trừ những cái phúc lợi xã hội, bài trừ những cái mà nó làm, những cái phúc lợi mà nó làm cho những cái giới mà ù lì ngồi ăn đó, nó bài trừ ổng. Mà thật sự ra theo cái sự suy nghĩ của tôi mà tôi nhìn thấy đó, dân Mỹ họ ủng hộ ông Trump rất là nhiều, nhưng mà họ ngấm ngầm, họ không dám lên tiếng. Tại vì họ lên tiếng cái nhóm mà liberal, cái nhóm mà gọi là họ chống ổng á, các bạn biết á, nó cực đoan gần như na ná như cái thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ vậy. Các bạn thấy ngay cả những người mà ủng hộ ông Trump đó, họ thầm lặng, mà nhiều khi họ đi ra đường đó, họ bị những cái nhóm liberal á, tụi nó tẩy chay và tụi nó đánh nữa. Ngay cái bà sướng ngôn viên của ông Trump, các bạn thấy đi vô ăn nhà hàng bị tụi nó tẩy chay, mà khi bị tẩy chay về là dân Mỹ nó lên tiếng, nó im lặng, nhưng mà khi nó lên tiếng rồi cái nhà hàng đó cũng bị người ta tẩy chay lại, và cái thằng mà chủ nhà hàng đó phải gọi là phải đóng cửa, gần như là phải như vậy, phải giống như nó bị người ta lên án. Cái đó là nó không có văn minh. Gần đây nói chung nước Mỹ nó rất là messy, theo tôi thấy là như vậy. Thành ra tôi sẽ chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mà những cái mô hình xã hội nó dựa trên những cái căn cứ truyền thông của Mỹ, chứ tôi không có cách nào mà tôi bịa đặt ra được. Tôi sẽ cố gắng tôi tìm hiểu và tôi về những cái mô hình xã hội Mỹ và những cái thống kê chính xác và thực tế nhất để chia sẻ với anh chị em các bạn trong nước, để mình hiểu rõ được hơn, để mình vững vàng hơn, là để mình biết về cái mô hình xã hội Mỹ như thế nào, và mình không bị những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó xuyên tạc,
nó lôi cuốn và nó đẩy các bạn vào trong những cái lao lý rất là không có đáng. Những cái đồng tiền đô của tụi nó gửi Việt Nam, nó thao túng, mà các bạn nghĩ rằng có thể làm thay đổi đất nước Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một sự rất là vô lý. Nó vô lý. Các bạn muốn thay đổi cái đất nước Việt Nam, trước hết các bạn phải là người hiểu biết, phải học, phải chịu khó, phải nhẫn nại. Như tôi thường hay nói, phải học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy: học tập tốt, lao động tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, vân 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 vân. Nếu các bạn học, các bạn áp dụng, các bạn hiểu được chân lý của cuộc sống như thế nào, thì cái đất nước Việt Nam ngày một sẽ giàu mạnh và tốt hơn. Và cái bộ máy chính phủ của mình sẽ được tốt hơn. Tại chính phủ từ dân mà ra, mình là người tốt thì một cái chính quyền nó mới tốt. Mà mình mà người dân mà mình không tốt thì mình đừng hỏi chính quyền phải làm tốt cho mình. Không có cái chuyện đó. Không có chuyện đó. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho tổ quốc. Đó là cái câu nói của ông John F. Kennedy. Tôi xin mượn câu nói đó. Câu nói rất là hay. Cứ ngồi đó trông chờ chính phủ làm cái này cho tôi, làm cái gì cho tôi. Muôn đời những kẻ đó không bao giờ khá nổi. Ngồi ở bên đây thì trông ở bên kia. Cứ ngồi đó cái chất lưỡi giống như con thằng lằn nghe. Cái chắc tiếc. Cái tiếc núi. Cả đời không bao giờ khá nổi. Muôn đời vẫn là những kẻ nó không ra gì hết. Các bạn thấy những thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ toàn là một cái đội quân ô hợp, toàn là một cái đám gọi là lao nô, chẳng ra cái ôn gì hết trơn á. Không ra cái ôn gì hết. Mười thằng. Toàn là một cái quân ô hợp. Mấy thằng bao que vô đây cũng vậy, chửi ra rã. Mày ở đâu vậy Lợi Minh? Trọng thức Lợi Minh. Đã đảo Lợi Minh. Lợi Minh về Việt Nam ơi Lợi Minh. Mày ở đâu vậy? Ok thôi, chào anh chị các bạn nha, đi chợ một chút. Nói tới khúc này là mắc cười thấy quệ. Mày ở đâu vậy Lợi Minh? Trọng thức Lợi Minh á. Đã đảo Lợi Minh. Nhục như con cá nục, như con cá nục vậy. Mẹ thấy thằng Lợi Minh cộng lông chân nó còn không dám động vô. FBI lại hù dọa, FBI nó sờ gái nào nấy rung như cầy sấy. Kéo một lũ xuống để bữa nào tôi lại cái chỗ đó lại, nó cũng gần đây. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Mỗi ngày một thông điệp thức tỉnh nhân dân, thức tỉnh bà con. Thực phải nói là rất là vui, rất là tự hào. Nhất là tự hào là một người Việt Nam như tôi đang đứng ở giữa nước Mỹ, đang hiên ngang và nói lên tất cả những gì sự thật, để cho bà con hiểu rằng nước Mỹ nó cũng như nồi cháo heo thôi, chứ nó đâu phải là thiên đường đâu. Coi tin tức Mỹ, mở CNN, Fox News, MSNBC, những cái truyền thông báo chí. Này bà thấy, các bạn thấy ông bà này già rồi. Hi mama, how are you? Yeah, fine. Yeah, you going home? Yeah, I'm fine. So, then I'm going home early. How come you don't retire? I know. You should be retired. Oh. Why you still working? Oh, I have a lot of bills. Oh my goodness. So, mama. Too many bills. Oh no. Yeah. Các bạn thấy không? Đấy. Tôi nói chuyện với một người Mỹ già như vậy đó. Tôi hỏi sao bà không nghỉ hưu đi. Bà nói bà không thể nào nghỉ hưu được. Nợ nần nhiều quá, tiền nợ nần nhiều quá. Các bạn thấy không? Bà là cashier. Mỗi lần tôi đi vô đi chợ bà ấy thương lắm, bà phải ở cứ là sân, thấy là rất là dễ. Các bạn thấy không? Già như vậy đó mà còn phải đi làm. Các bạn thấy không? Rất là vất vả chứ không phải ấy đâu. Đâu phải người Mỹ là ai cũng lên thiên đàng hết rồi. Còn nhiều người họ khổ lắm các bạn ơi. Đó, bà đó là người Mỹ đó. Già như vậy nó còn phải làm. Thay vì con cháu ở bên Việt Nam là nó nuôi rồi.
Bây giờ hỏi bạn không có tiền mà giờ retire vậy rồi lấy gì sống? Chi phí rồi nợ nần ở tuổi già như vậy á, mà oh I have too many bills. Các bạn thấy không? Nợ nần nhiều quá. Yeah right, clone. Ờ, có gì đây? Có ai chửi gì tùm lum. Không biết đọc. Các bạn thấy không? Nó đời sống Mỹ nó rất là thực tế. Ok, thôi chào rồi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye. Chào anh chị các bạn. Mỗi ngày tôi gặp anh chị các bạn trên này tôi rất là vui. Tôi rất là vui. Các bạn cho tôi rất là nhiều cái sự can đảm và nghị lực. Không phải lên này tôi để đi quảng cáo, tôi phải đi marketing để lên này để kiếm ăn. Tôi nói tôi là một người thành đạt ở trên đất Mỹ mà. Tôi không làm tôi cũng có ăn. 50 tuổi tôi cứ đi vòng vòng, đi chợ, muốn đi đâu đi. Vài tháng nữa tôi về tới Việt Nam rồi. Về Việt Nam tôi cũng có cơ sở, đúng không? Về trả lương, về thanh toán tiền. Có nhiều người nói là tôi lên đây quảng cáo nhưng mà có đâu về Việt Nam sao không giỏi về Việt Nam để đặng mà giúp dân. Trời, tôi tạo công ăn việc làm cho người dân. Có những người mà lúc trước hả nghèo coi như là không có cái nhà để ở, làm cho tôi có 3 năm thôi, có 5 năm thôi, về hả cất nhà cất cửa, về cất nhà cất cửa, hai vợ chồng mừng làm cho người ta thì người ta đài đỏ làm cho tôi có 5 năm, hai chồng về cất được cái nhà mừng quýnh luôn. 5 năm sau xin hơi giờ làm đủ tiền về cất nhà là mua bán làm ăn. Ok, xin chào anh chị em các bạn nha. Tới kỳ này tôi về tôi sẽ cho anh chị em các bạn xem nông trại của tôi để thấy tôi làm ăn như thế nào. Không có thằng bao que, thằng chống cộng ô hợp nào bên Mỹ mà so nổi với Lợi Minh gì đâu. Đừng có đem mấy cái chuyện tầm phào ra bảo tôi lên này PR gì đó, quảng cáo marketing để đặng mà kiếm lời kiếm sống trên YouTube gì đấy kia. Tôi nói tiền đổ xăng mua bảo hiểm. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye.